AK Shop với thịnh em video review dòng xe SH 2017 với phần mặt nạ đặt đèn chiếu sáng phụ trợ L4X theo kiểu chế mũ sơn lại phần mặt nạ. Đối với mặt nạ 2017 này có hai cách để bạn chọn lựa. Một là đặt đèn trợ sáng L4X vào và phần khoét nhựa, không cần chế mũ và sơn lại mặt nạ. Đó là phần đặt đèn vào và chỉ phần canh đèn khoét nhựa cho nó ôm vô phần đèn. Mẫu phần khoét nhựa Shop cũng đã up một video để bạn tham khảo. Riêng đối với mẫu này, trên video bạn đang xem, phần mặt nạ này sẽ được chế mũ lại nhìn cho thẩm mỹ hơn và đẹp hơn. Và sau khi chế mũ được hoàn thiện như trên video bạn đang xem, sẽ sơn lại mặt nạ trở về màu đen bóng như ban đầu. Các bạn thấy rõ, đây là phần chế mũ sơn để dùng đặt đèn L4X ngay vị trí mặt nạ này. Nếu các bạn chọn lựa không chế mũ sơn, các bạn chỉ lựa chọn lựa khoét phần mặt nạ thì ngay chỗ này sẽ trống, nó không có phần này bít kính lại, phần đèn sẽ được đưa về trước hơn nữa. Đó là nếu các bạn chọn lựa kiểu khoét nhựa trên mặt nạ. Còn đây là kiểu chế mũ sơn, làm lại tạo dáng lại cho phần mặt nạ của xe. Độ thẩm mỹ tất nhiên sẽ đẹp hơn so với kiểu khoét nhựa. Và phần đèn trợ sáng L4X này sẽ hoạt động theo chức năng on off và vaccine theo công tắc pha của xe. Và L4X các bạn đang xem trên video là sử dụng chip LED IPL với đặc điểm nhận dạng chip LED hình vuông và cho ánh sáng gom. Đây bây giờ là vaccine trên đèn chính. Mình dùng một công tắc LED dùng để tắt mở khi có nhu cầu, mở thêm đèn trợ sáng là 4X. Vaccine. Rồi bây giờ khi không mở đèn chính, các bạn bắt xin đèn. Rồi hãy rõ đây là bắt xin cả đèn chính và bắt xin cái đèn trợ sáng là 4X. Còn đây là mình chỉ bắt xin phần đèn chính thôi. Mình đã dùng công tắc LED tắt đi đèn trợ sáng. Rồi mở lại đèn trợ sáng, chúng mình phải xin cho hai. Và đèn ở trên video mình canh là tầm thấp, không có chiếu xa. Và đèn trợ sáng L4X thì các bạn đã biết là luôn luôn sáng mạnh hơn so với đèn L4. Và khi lắp đặt đèn trợ sáng luôn luôn có giắc cắm và sử dụng mạch điện cho các bạn. Khi các bạn có nhu cầu tháo mặt nạ này ra, các bạn chỉ việc tháo rời phần mặt nạ này đi, xong các bạn bấm giắc và các bạn rút rời mặt nạ và đèn đi chung. Khi các bạn lắp lại, các bạn chỉ việc ghim giắc và các bạn gắp mặt nạ sát vào và siết ốc là các bạn sử dụng bình thường. Video thực hiện bởi AK Shop